cán bộ tỉnh Bình Thuận công khai thông tin ca sĩ Ngọc Sơn vi phạm pháp luật. Sau quá trình kiểm tra và xem xét kỹ càng, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình đã chính thức có kết luận cuối cùng về thông tin trang trại 50 ha của ca sĩ Ngọc Sơn ở tỉnh Bình Thuận. Vào ngày 30 tháng 9, Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức một cuộc giao ban báo chí và các cơ quan chức năng. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình lên tiếng chia sẻ cụ thể thông tin về trang trại 50 ha của danh ca Ngọc Sơn ở tỉnh Bình Thuận. Mở đầu, ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình cho biết, sau khi kiểm tra trên toàn địa bàn huyện, không có thửa đất nào đứng tên ca sĩ Ngọc Sơn. Nếu dựa theo hình ảnh báo chí đăng tải về 50 ha đất của nam danh ca, thì có một phần đất thuộc địa giới xã Hồng Phong. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng diện tích khu đất chỉ khoảng 1,9 ha, thuộc 3 thửa đất của tờ bản đồ số 77, đất được cấp giấy trồng cây lâu năm. Tại diễn biến ở địa phương khác, ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục thông tin về phần đất đai của ca sĩ Ngọc Sơn. Theo đó, ông Hiền khẳng định sẽ xử nghiêm ông Phạm Ngọc Sơn, tức ca sĩ Ngọc Sơn vì đã có hành vi chuyển mục đích trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và chuyển mục đích giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích đào ao nuôi cá trên đất trồng cây lâu năm. Ông Hiền cho biết, hành vi này của nam danh ca là vi phạm pháp luật về đất đai. Không chỉ thế, ông Trần Ngọc Hiền còn chia sẻ thêm, tại thời điểm kiểm tra phần đất, ông Phạm Ngọc Sơn vắng mặt do không liên lạc được. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, phần đất của ông Phạm Ngọc Sơn có khoảng 4 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Khu đất này đã được các cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Sơn, đất trồng cây lâu năm. Cuối cùng, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xác định ông Phạm Ngọc Sơn đào ao nuôi cá khoảng hơn 330 m², sâu 3 m, xây dựng đường bê tông xi măng khoảng hơn 1.000 m², chiều rộng khoảng 3 m. Từ những chia sẻ của Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, có thể thấy thông tin ca sĩ Ngọc Sơn mua hơn 50 ha đất ở Bình Thuận để làm trang trại là không hoàn toàn chính xác.